Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video ăn uống và mất băng của Phú nha. Hôm nay thì Phú mời mọi người cùng ăn nguyên một cái mâm bánh Đài Loan Phú nha. Phú đã order về ở đây là 2 kg mâm bánh Đài Loan và Phú đã chia trường phái cho nó luôn. Một bên đó là Phú mua bánh Đài Loan nhưng mà mix lộn xộn tất cả các loại với nhau, lộn xộn loại này loại kia mọi người. Còn bên đây thì Phú order 1 kg là chỉ có là bánh sữa chua thôi. Thôi không nói nhiều nữa, Phú mời mọi người cùng ăn và cùng mất băng của Phú nha. Mời mọi người nha. Thơm. Lâu rồi Phú mới ăn lại bánh Đài Loan luôn mọi người. Hơn 1 năm rồi. Cô đặt mua ở đây là 1 kg mix lộn xộn và là 1 kg bánh sữa chua không. Cái bên đây mix lộn xộn thì 1 kg là 101, còn ở bên đây là 160.000. Tổng cộng là 270.000 cho cái bữa ăn, cái mâm ăn bánh Đài Loan của Phú nha. Năm ngoái thì Phú đã review rồi nha. Năm nay thì Phú chỉ múc ba ăn thôi. Ăn thôi. Bạn nào là tín đồ của bánh bông lan á, mua bánh Đài Loan ăn ngon, nó thơm lắm. Thật ra thì Phú chỉ order bánh Đài Loan về để ăn chơi thôi mọi người, nhưng tự nhiên Phú suy nghĩ lại, Phú nói là ủa tại sao mình lại không quay video mời mọi người cùng ăn cho mọi người thèm chơi cho vui mà chỉ ăn một mình. Thế là Phú đã set up và quay video luôn mọi người. Phú sẽ ăn qua bánh sữa chua nha. Phú mê cái bánh này lắm. Bên trong nó béo mọi người. Vỏ bánh mì bên ngoài nó mềm. Hơi tiếc một chút là nó chỉ có mỗi một vị sữa chua thôi, một vị vani bình thường á. Cái chỗ Phú mua á thì nó chỉ có một vị vani bình thường thôi, chứ là bánh sữa chua bên trong nó vẫn có nhiều cái mùi khác nhau. Ví dụ như là mùi chanh dây, mùi cam, hương cam, vị cam, vị dâu vân vân. À, hôm nay á thì Phú đặt mua trên Facebook
những bạn ở dưới gạch giác Nhân Gian mà muốn ăn Phúc cũng sẽ để link Facebook ở dưới phần comment nha. Nhưng mà ăn cái bánh đài loan cái tự nhiên Phú cảm thấy tức mọi người. Ăn bánh đài loan cứ nghĩ đến năm nay Phú không được ăn bánh trung thu mọi người. Năm nay là Phú không có được ăn một cái bánh trung thu nào luôn. Cái dịp mà bánh trung thu là Phú không có ăn được cái nào luôn á. Bởi vì là dịch tới mọi người. Cái ngày trung thu là ở dưới quê Phú là chỉ thị 16, cho nên là không có đi mua được, cũng như là người ta không có ship lại được. Với lại tình hình dịch bệnh á, cho nên là người ta cũng không có bán nhiều mọi người. Cho nên là nguyên một năm nay Phú không có ăn được bánh trung thu. Khá là buồn luôn. Nên là mọi người cứ đợi Phú kêu Phú ăn bánh trung thu á. Ngay cái dịp đó thì Phú đâu có quay được đâu. Bởi vì không có đi mua được mọi người. Mấy cái bánh này á, nó thơm mọi người ạ. Hút còn rất là nhiều mọi người. Nhưng mà tại vì không có dám khui ra vì sợ ăn không có hết. Những cái bánh này ăn nó mau no lắm. Là bánh bông lan mà. Từng hôm nay thì Phú sẽ quay tới 3 video. Hôm nay là thứ 6 nha, chứ không phải là thứ 7 chủ nhật thường niên mà Phú hay quay. Hôm nay Phú quay vào ngày thứ 6. Nên là ăn chơi chơi buổi hôm nay là vẫn còn là buổi trưa. Một đáng Phú quay xong Phú phải đi làm tiếp mọi người. Phú cũng kiểu muốn chia sẻ cho mọi người đồ ăn lắm mọi người. Ăn mình không có vui. Chia sẻ cho mọi người hơi bị ác. Và ngày mai và ngày mốt Phú mới quay những cái đồ ăn khác nữa. Nhiều bạn hỏi Phú á, như vậy thì làm sao mà để cho mình có thể giữ cân được khi mà mình mukbang liên tục 3 ngày trời như vậy á, hoặc là làm sao để bụng của mình nó có thể đói để mà Phú có thể ăn được một lượng lớn đồ ăn á. Thì Phú sử dụng cái phương pháp đó là one meal a day, tức là một ngày một bữa ăn duy nhất, hay người ta còn gọi là 23-1, tức là 23 tiếng nhịn và 1 tiếng ăn đó mọi người. Phú cảm thấy cách này rất là tốt nha. Và Phú nghĩ những cái người mà mukbang ở bên Hàn Quốc đó, họ vẫn sử dụng cái phương pháp này để họ có thể mukbang được nhiều mọi người. Cách này gọi là cách 23-1, 23 tiếng nhịn 1 tiếng ăn, người ta hay còn gọi là nhịn ăn gián đoạn đó mọi người. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa thì Phú sẽ không ăn gì cho đến 12 giờ trưa hôm sau, và Phú sẽ mukbang tiếp mọi người. Vẫn có thể đói, vẫn có thể ăn được nhiều mọi người, mà vẫn có thể giữ cân nặng của mình.
Cái bánh này ăn sao mọi người? Hình như cái que kem nhưng mà nó còn cho Phú một cái bọc này nữa. Rồi Phú gỡ ra thử. Hình như cái này phải bỏ vô tủ lạnh mọi người. Rồi mình múc như là múc đá bọc vậy đó. Này phải bỏ vô tủ lạnh nha. Lý do tại sao tuần này Phú quay đến 3 cái video là bởi vì tuần sau với là tuần sau nữa Phú bận việc mọi người, không quay được cho nên là mình phải quay dồn cả 3 ngày để up từ từ cho những cái tuần sau Phú được có video cho mọi người á. Mời tiếp mọi người nha. Nói chăm chỉ á thì Phú không chấp nhận mọi người, mà kiểu Phú là một cái người mà không muốn bị bỏ phí thời gian á. Cho nên là thường là những ngày trong tuần á Phú sẽ đi làm việc, còn cuối tuần Phú sẽ làm YouTube. Và những cái nghề phụ phụ khác nữa. Cái bánh này nó sơn cái mùi nướng kìa. Dưới đây là cái lớp mứt hay là cái gì mọi người. Ăn bánh này là cần phải có sự trợ giúp của sữa nha mọi người. Không thôi là ngọt chết. Một năm 8 tháng rồi mới được ăn lại bánh Đài Loan. Lâu lâu ăn một lần cho nó vui nhà vui cửa mọi người. Cái bánh này thơm á. Nhìn cái lớp này tưởng nó thơm cái mùi dâu của mọi người, nhưng mà Phú thấy nó thơm cái mùi cam lắm. Hôm nay là một cái video đơn giản nha mọi người, tính là để ăn chơi thôi, nhưng mà quay video cho mọi người luôn. Chiều nay chắc Phú đứng được Phú làm việc không rồi, không dám ngồi luôn á. Bên nó no bụng nó sẽ bự mọi người.
Nó không muốn ăn phải không? Tới 12 giờ trưa mai phải sẽ mất ban tiếp mà. Đúng 23 tiếng sau nha. Những cái mút ban cơ nhất là những cái bạn nữ nha. Mọi người Hàn Quốc có thấy hay áp dụng cái cách này lắm luôn. Nên là mấy bạn đừng có thắc mắc là tại sao mà họ ốm nhưng mà họ ăn nhiều mà họ không có mập nha. Có skill hết mọi người không? Có skill hết. Giờ gần đây Phúc có coi một cái vlog của một cái bạn này. Bạn cũng rất là thích ăn kiểu này nè mọi người. Nhưng mà bạn lại làm cái công việc là người mẫu nha mọi người. Người mẫu chụp ảnh á. Đó. Rồi bạn mới quay vlog mà ăn uống lại như này nè, rồi chia sẻ cái cách mà bạn giữ dáng bằng cách làm nhìn ăn gián đoạn mọi người. 23:1. Cái sữa này mọi người, cái sữa đường nâu này nè rất là ngon mọi người. Lần đầu tiên Phú uống xong Phú cũng mê luôn. Làm thêm chân trâu bỏ vô thành sữa tươi đường nâu luôn á. Sữa tươi chân trâu đường nâu rất là ngon mọi người. Hoặc đi ra ngoài tiệm chỗ mấy cái chỗ bán trà sữa mua rồi bỏ vô đây uống ba cháy luôn. Mời tiếp mọi người nha. Mua cái này thì tới 160 lần, mắc hơn bên đây tới 50 ngàn. Lý do là tại vì nó nhỏ, trọng lượng nó nhỏ mà nó nhẹ. Cân ký thì số lượng bên đây nó sẽ nhiều hơn nên người ta tăng giá tiền là đúng. Với lại thứ hai là Phú nghĩ là cái chi phí cái nguyên liệu làm cái bánh này nó cũng đắt đỏ hơn bên đây. Mời mọi người tiếp nha. Với lại Phú cũng thích ăn bánh này nữa. Mua từ hồi chắc cũng khoảng tuần trước mọi người. Mà ăn dụng mấy cái này hoài luôn. Khô quá, mời mọi người cùng ăn cái bánh cuối cùng một phút. Tôi sẽ kết video nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video với đến đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tuần sau. Bye bye.